Trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban có nguy cơ leo thang thành một Gaza thứ hai. Vào ngày 22 tháng 9, cộng đồng quốc tế tiếp tục hối thúc các bên kiềm chế và chặn đứng nguy cơ xung đột lan ra khắp khu vực Trung Đông. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại về khả năng Liban sẽ trở thành một Gaza khác. Giới chức Liên Hợp Quốc cảnh báo khu vực Trung Đông đang ở bên miệng hố thảm họa mới và rằng không có giải pháp quân sự nào có thể đảm bảo an toàn cho cả hai bên. Cùng ngày, giới chức Liên minh châu EU cũng nhấn mạnh lo ngại về leo thang bạo lực giữa Israel và Hezbollah, đồng thời kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp. EU khẳng định cần phải tránh chiến tranh toàn diện thông qua việc làm mới các nỗ lực trung gian ngoại giao mạnh mẽ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cảnh báo leo thang xung đột không phải là lợi ích tốt nhất cho Israel, một đồng minh của Mỹ ở Trung Đông. Ông Biden cho biết đang trực tiếp trao đổi với Tel Aviv vì vẫn còn không gian và thời gian cho một giải pháp ngoại giao. Chúng tôi đang rất nỗ lực và làm mọi thứ để ngăn chặn một cuộc xung đột lớn hơn ở Trung Đông. Các nước ở khu vực Trung Đông càng đặc biệt lo ngại về gia tăng xung đột hiện nay giữa Israel với Hamas và Hezbollah. Ngoại trưởng Ai Cập Ba Abdel Latti lo lắng chiến tranh toàn diện sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới đàm phán ngừng bắn ở Gaza, điều mà cả Ai Cập, Mỹ và Qatar đã rất cố gắng thúc đẩy trong thời gian qua.